Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người, cho tất cả quý vị và các bạn một cái phương pháp để chúng ta có thể dùng tay chúng ta đập nát viên gạch hoặc là đập bất kể một cái gì đấy. Thì trước tiên, quý vị và các bạn muốn làm được điều này thì quý vị và các bạn phải luyện một cái môn phái, đó là môn phái khí công. Đó. Để làm sao được tất cả cái nội lực nó dồn vào hết lòng bàn tay và đặc biệt là cái khía cạnh tay đấy. Và để làm được điều này thì trước tiên là quý vị và các bạn phải mất thời gian đấy. Những người nào nhanh thì có thể là 3 đến 4 ngày, còn những người nào mà lâu thì khoảng 1 tuần, 2 tuần gì đấy, tùy vào cái sự chăm chỉ của các bạn. Và để trước khi thực hành đập nát viên gạch này thì quý vị và các bạn phải chúng ta phải dành ra từng ngày một. Đấy, chúng ta dành ra từng ngày một để chúng ta tập dần dần, tránh trường hợp là đập một phát bởi vì cái lực chúng ta chưa có mà đập một phát thì là có thể là dẫn đến cái việc chấn thương tay này hoặc gãy tay là chuyện bình thường. Thì đấy, quý vị và các bạn, từng ngày một chúng ta sẽ đập cái tốc độ, cái lực, tốc độ và lực chúng ta sẽ mạnh dần đều. Khi mà cảm thấy mọi cái mà đủ tự tin rồi thì chúng ta lúc đó chúng ta háng dồn hết lực, dồn hết những cái nội tâm của mình vào để đập cái viên gạch. Và sau đây thì tôi sẽ làm mẫu cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn lưu ý nhé, là chúng ta phải dồn hết lực vào cái lòng bàn tay này. Và đặc biệt là vào khi tiếp xúc với viên gạch thì chúng ta phải tiếp xúc ở cái phía cạnh tay đấy nhé. Đấy, phía chắc nhất của lòng bàn tay này, của tay. She's great.